Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 23 tháng 6 năm 2024. Thân bằng cầm đỏ đi tiên, Phạm Ngọc Thúy cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục, thân bằng buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Phạm Ngọc Thúy cầm đỏ đi tiên, Lữ Khâm cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。
将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。Chơi đến đây sát cục, Lữ Khâm, buông cờ nhận thua, video của em, xin kết thúc ở đây cảm. Ơn anh chị xem video của em, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.